Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Ê Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Không biết mọi người có nhận được thông báo không ạ? Xin chào Đông Du, chào Ngô Minh Phúc. Anh em vào ít quá nhỉ. Buổi trưa nay thì mình phát tập 35 rồi, bạn nào chưa nghe thì các bạn có thể nghe nhé. Và tối nay là tập 36, có nhiều bạn hỏi tập 35 thì 35 đã phát buổi trưa rồi nhé. Xin chào anh Lưu, chào Nobody, chào Quốc Ngô, chào Hiền Trần. Ok, và chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhà mình âm thanh nó hơi ồn một tí nhá. Xin chào Ngọc Huân, chào Nam Ngọc Hoàng. Yêu Tôn, tập 36. Tại trong thế giới trận thứ 6, vẻ dễ dụa trong hai mắt pho tượng đã hoàn toàn tán đi. Gã chậm rãi hạ tay xuống, mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay giờ phút này xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia, một thân áo trắng, dung nhan tuấn lãng. Ở bên người vần quanh một con huyết long mười trượng. Đó là Thiên Kiêu Lý Gia, Lý Đạo Nhất. Đứng trong lòng bàn tay pho tượng, thần sắc cung kính, quỳ một chân cúi đầu thật sâu, vái một cái. Vạn bối bái kiến lão tổ. Người nghĩ thế nào? Pho tượng thản nhiên nói. Có thể được Lý Đạo Nhất gọi là lão tổ, hơn nữa lúc trước còn tự nói là đoạt xá, thân phận người này đã được miêu tả rõ ràng. Lão chính là Thiên Kiêu Lý Gia đã xông vào trận thứ 8 vào 4.000 năm trước, dừng lại ở trận thứ 9. Một đời của người này, người ngoài biết được là một lần huy hoàng đó. Từ đó Lý Gia yên lặng không động, cho đến khi biết tọa hóa. Lúc này trừ phi nhắc đến truyền thừa huyết tiên, nếu không thì người ngoài đã sớm quên người này rồi. Nhưng tại sâu trong Lý Gia, người này đã từng lưu lại di ngôn, được coi là bí mật của từng đời. Chỉ có gia chủ mỗi đời của Lý Gia mới biết được, vị lão tổ này căn bản không có tử vong. Di ngôn của lão: truyền thừa huyết tiên 8 lần tuyệt, thái ách cổ mạch, lạc Lý Gia. 4.000 năm trước, chính lão tử nơi truyền thừa đi ra, nhưng mà cũng không phải là gã đầy đủ. Một phần lớn hồn người này lưu lại ở trong truyền thừa huyết tiên. Lão đoạt xá huyết nô bị ngủ say trong trận thứ 6. Từ ngày đó tới nay, dù là người Lý Gia cũng không biết được nguyên nhân ở đâu. Việc này quá mức khó tưởng tượng, bởi vì huyết nô cường đại, với tu vi trúc cơ của lão tổ Lý Gia năm đó thì căn bản là không có khả năng thành công. Thậm chí có thể nói, lão không có nguyên anh thì không thể nào đoạt xá. Nhưng vậy mà lão lại thành công. Không ai biết được lão làm thế nào mà làm được. Cũng bởi vì phần hồn mất đi ở trong này, nên phần còn lại trong gia tộc nhanh chóng tiêu tán, chỉ lưu lại di ngôn cùng dặn dò. Đệ tử Tống gia cùng Huyết Yêu Tông, vãn bối còn không để vào mắt. Về phần kẻ chạy kia thì càng không đáng lo. Nhưng mà Vương Lệ Hải của Vương gia thì phải chết. Lý Đạo Nhất cung kính nói. Huyết Long bên cạnh thì mạnh mẽ ngẩng đầu. Xung quanh Lý Đạo Nhất xuất hiện mấy huyết thần, ở trong đó có Huyền Vũ Vương Lệ Hải, có thiếu niên giống Vương Hữu Tài. Chúng nó thân hình run rẩy, gần như là vừa xuất hiện thì Huyết Long đã nhào tới, há mồm cắn nuốt, căn bản không dám dãy giụa hay là phản kháng. Tiểu bối Vương gia này, diệt Thiên Kiêu Vương gia cũng có thể. Lão phu có thể giúp người tại trong trận thứ 6, nhưng 3 trận tiếp theo thì lão phu không cách nào trực tiếp ra tay giúp người được. Nhưng 4.000 năm qua, ta đã hiểu rất rõ nhiều đối với truyền thừa huyết tiên. Trên đời này không có ai có thể hiểu rõ nơi này hơn lão phu. Đợi ta đoạt xá huyết long rồi thì có 10 phần nắm chắc cho người vượt qua trận thứ 7, 8, 9, trong mấy nén hương thời gian đoạt được truyền thừa. Pho tượng nhìn huyết long đang cắn nuốt huyết trần, huyết thần, thản nhiên mở miệng. Đa tạ lão tổ tương trợ, vãn bối không để tới truyền thừa huyết tiên, lần này tới đây là phụng mệnh gia chủ, muốn tiếp lão tổ ra ngoài. Lý Đạo Nhất cung kính nói. Truyền thừa huyết tiên 8 lần tuyệt,
Thái ách cổ mạch, lạc lý gia. Lời này lão phu nói được thì làm được. Truyền thừa huyết tiền cuối cùng sẽ thuộc về ngươi. Lão phu bị nhốt tại đây 4.000 năm, không biết bên ngoài đã thay đổi thế nào. Nhưng mà bằng hữu năm đó còn mấy người còn sống. Giọng nói của pho tượng có chút tang thương. Trong lúc nói chuyện, ở trên mi tâm xuất hiện một vết nứt, thân tượng lại càng trở nên ảm đạm, giống như là hào quang đều tập trung ngưng tụ ở trên mi tâm. Từ trong vết nứt kia, một đạo hồng mang chói mắt trực tiếp bay ra, lao thẳng về phía huyết long. Còn huyết long kia căn bản không dám dãy giụa, tùy ý để huyết quang dung nhập vào. Thân hình run rẩy một lúc, hai mắt huyết long bỗng nhiên sáng rực, cũng lộ ra một chút tang thương. Một lần đoạt xá này, những huyết thần còn lại chưa bị cắn nuốt hoàn toàn thì liền bị huyết long nuốt sạch một hơi. Thân hình nó nhoáng lên, sau đó một khắc điền trực tiếp phóng tới ngàn trượng, xuất hiện giữa trời, kinh thiên động địa. Nhưng rất nhanh, nó đã thu nhỏ lại, cho đến khi còn 20 trượng thì bay vòng qua Lý Đạo Nhất, rồi lao thẳng tới cửa miếu đang mở rộng kia. Pho tượng mất đi sinh cơ, yên lặng đứng đó. Gần như ngay khí lão Lý Đạo Nhất rời khỏi trận thứ 6, vạn người nam vực ở bên ngoài đã nhấc lên tiếng động chấn động bát vực. Lý Đạo Nhất là người cuối cùng đi ra, trước y chính là Mạnh Hạo. Sau khi Mạnh Hạo xuất hiện thì liên tục phun ra 5 ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy mới nó có thể khoanh chân ngồi xuống. Sự xuất hiện của hắn nhất thời làm cho ngoài ồ lên, không một chút chần chờ. Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống thổ nạp, như là điên cuồng mà hấp thu linh khí bốn phía, khôi phục thương thế của bản thân. Trong hai mắt đang nhắm chặt đã lộ ra mãnh liệt sát cơ. Sau hắn còn hai người, là thiếu niên Vương Hữu Tài và Huyết Yêu Tông của Tống Giải. Là thiếu niên Vương Hữu Tài của Huyết Yêu Tông cùng với Tống Giải. Sau khi hai người xuất hiện đều lộ ra vẻ mặt vô cùng chật vật, thân thể tràn đầy vết thương, cũng bị gãy xương, hơi thở cực kỳ mỏng manh, hơn nữa bên người đã không còn huyết thần. Hai người cắn răng khoanh chân ngồi tại chỗ, giống như Mạnh Hạo mà thổ nạp linh khí chữa thương. Rất nhanh, thương thế khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hai người không có nhìn nhau, nhưng mà thấy bên người đối phương không còn huyết thần, cả hai đều mang theo sự phức tạp. Không cần nói, bọn họ đều thầm hiểu. Vương Lệ Hải không đi ra nữa, bên ngoài càng vang lên từng tiếng đồ lớn chưa từng có. Bởi vì bọn họ nhìn rất rõ, tại trong trận thứ 6, thân ảnh Vương Lệ Hải đã mơ hồ gần như tiêu tán. Điều này đại biểu y chết trong trận thứ 6. Người Vương gia đều làm vì một màn này mà trong đầu nổ vang một trận, nhất là hộ đạo giả của Vương Lệ Hải. Còn con lão trưởng Vương gia thì càng lộ ra vẻ không thể tin nổi, ánh mắt lập tức đỏ ngầu, ở trong đầu như có lôi đình nổ vang. Tại toàn bộ nam vực cũng bị chấn động, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra được Vương Lệ Hải tử vong sẽ làm cho Vương gia gợi lên lửa giận kinh thiên động địa. Bởi vì thân phận của Vương Lệ Hải là đạo tử trúc cơ một đời này của Vương gia, thiên kiêu có thể chết nhưng mà đạo tử thì không thể. Đây là điều mà các đại tông đại gia đều công nhận. Truyền thừa huyết tiên dù có trọng yếu, nhưng mà năm đại tông môn không phải là phái đạo tử mà chỉ phái ra thiên kiêu. Chỉ có Vương gia, chỉ có Lý gia mới phái ra đạo tử. Kẻ cao hứng nhất chính là Vương Đằng Phi. Giờ phút này toàn thân của y run run, là kích động mà run. Y gắt gao nắm chặt tay. Thời khắc này y đã chờ rất lâu, mà Vương Tích Phạm bên cạnh cũng như vậy. Hai người nhìn nhau một cái đều thấy được tương lai tươi sáng. Cho đến khi Lý Đạo Nhất bước ra, còn huyết lòng 20 trượng vờn quanh thân kia xuất hiện cũng làm cho bên ngoài chấn động lên. Tống Dài yên lặng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt đi vào cửa sáng, lựa chọn buông bỏ. Theo sau cũng có thiếu niên Huyết Yêu Tông giống Vương Hữu Tài. Gã không nhìn Lý Đạo Nhất mà nhìn Bạch Hạo một lát, dường như đang phân vân gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng quay đầu bước vào cửa sáng, cùng lựa chọn buông bỏ. Hai người liên tục buông bỏ, làm cho bên ngoài xôn xao bàn tán. Trong trận thứ 6 rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngoài Lý Đạo Nhất thì huyết thần của những người khác đều tử vong, Vương Lệ Hải cũng chết bên trong. Đây chính là đạo tử của Vương gia. Chỉ có huyết thần của Lý Đạo Nhất còn tồn tại, hơn nữa nhìn qua thì hình như còn cường đại hơn nhiều lắm. Bây giờ không biết y có khả năng đạt được truyền thừa hay không. Tại bên ngoài bàn tán thì Mạnh Hạo mở mắt, hai mắt tràn đầy tơ máu. Hắn trầm mặc đứng lên, lộ vẻ cố chấp, đi về phía cửa sáng. Nhưng khi hắn muốn bước vào
thì hắn liền quay đầu nhìn thân ảnh mơ hồ của Lý Đạo Nhất. Mạnh Hạo không nhìn Lý Đạo Nhất mà nhìn Huyết Long bên cạnh. Tại trong khoảnh khắc đối nhãn cùng với Huyết Long, tâm thần của Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Hắn không biết người khác có phát hiện gì hay không, nhưng mà hắn lập tức nhận ra ánh mắt này giống như đúc với pho tượng. Trong đầu hắn liền đột nhiên lóe lên, hắn đã đoán được 7-8 phần, đưa mắt nhìn Huyết Long bên cạnh Lý Đạo Nhất. Nhớ kỹ tên ta, ta gọi là Lý Đạo Nhất, con chó kia của ngươi chết thật thảm. Trong lúc Mạnh Hạo nhìn về phía mình, Lý Đạo Nhất khinh miệt cười nhẹ, tay phải nâng lên đặt lên lưng Huyết Long. Âm thanh của gã nhất thời xuất hiện trong tai của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghe được lời này, trong đầu nổ vang như 10 vạn lôi đình, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lý Đạo Nhất, ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ cùng với sát cơ ngập trời. Một đường tu hành của Mạnh Hạo, người muốn giết không ít, nhưng một cái chớp mắt này, trong lòng muốn giết kẻ này chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Nhưng Mạnh Hạo có tính cách sát cơ càng mãnh liệt thì càng ít lời. Việc này từ nhỏ đã như vậy, trước mặt người khác thì hắn lại càng ra như vậy, thì đại biểu cho tàn nhẫn cực hạn. Phải biết rằng người thực sự luôn giết gào đều đa phần là kẻ tục tằng, người không nói một lời mới đáng sợ nhất. Sau một hồi, Mạnh Hạo mang theo lệ khí xoay người bước vào trong cửa sáng. Lý Đạo Nhất khẽ cười, cũng bước vào trong trận thứ bảy. Trong cửa sáng, ngoài Huyết Hồ, Mạnh Hạo bước ra, ở trong mắt tràn ngập lửa giận, đầu óc không ngừng hiện lên từng màn ở trong trận thứ năm. Một luồng sát cơ mãnh liệt từ trên người hắn ầm ầm khuếch tán ra. Lý Đạo Nhất, Mạnh Hạo ta tất giết người. Hai mắt tràn ngập tơ máu, giờ phút này hắn thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, thân hình nhoáng lên, hắn hướng về nơi Sở Ngọc Yên mà đi. Rất nhanh khi hắn đã tới trước nơi thì Sở Ngọc Yên ngồi đó không chết địa hỏa, hoàn mỹ trúc cơ đan đã sắp thành công. Nàng vốn tưởng Mạnh Hạo không kịp ra, còn thời gian để mình nghiên cứu, nhưng mà không nghĩ tới Mạnh Hạo lại trở về vào lúc này. Nàng vốn muốn động chút tay chân, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Mạnh Hạo thì Sở Ngọc Yên có chút chần chừ. Nàng đương nhiên nhìn ra được, lúc này Mạnh Hạo như là núi lửa sắp bộc phát, là lúc không nên trêu chọc. Tới gần nơi này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, không nói tiếng nào. Trong lòng hắn thật hận nhất là Lý Đạo Nhất, sát ý của hắn càng ngày càng đậm. Hơn nữa trong tim hắn vẫn cảm giác không hình dung. Hắn không tin chó ngào đã chết, hắn muốn dùng hoàn mỹ trúc cơ mà đi cứu Huyết Ngào kia. Sở Ngọc Yên không dám nhiều lời, thần sắc ngưng trọng, hít sâu một hơi, bấm niệm chú rồi đặt hai tay lên lò luyện đan. Một cái ấn này địa hỏa lập tức từ dưới nham thạch nổ vang, lò luyện đan cũng run run. Hơn nữa sương mù trong miệng núi lửa đột ngột quay cuồng, mặt đất cũng run rẩy. Tại bầu trời bao la bên ngoài thì càng là phong vân biến sắc, từng tầng mây chồng nhau mà quay cuồng tám phía, từng tiếng ùng ùng truyền ra. Tại trong tầng mây chồng lên nhau kia còn có vô số tia chớp giật, mỗi lần lôi đình nổ vang thì một tia chớp lóe sáng, làm cho bầu trời ngoại giới xuất hiện dị tượng khó mà hình dung được. Đây là lôi đan chân chính sao? Sở Ngọc Yên đã sớm có hoài nghi, nhưng mà giờ nhìn thấy sương mù tản ra, lộ ra quầng sáng phía trên, cũng lộ ra bầu trời bên ngoài, nàng liền có thể xác định viên đan dược này không phải là lôi đan. Tại lúc đan dược xuất thế mà khiến cho thiên địa biến hóa, nhìn bộ dạng thì như là muốn lôi kiếp diệt đan, đây rốt cục là đan dược gì? Sở Ngọc Yên âm thầm rung động, ấn đến lò luyện đan. Tại trong tiếng đổ vang, lò luyện đan kia trực tiếp vỡ tan, lực xung kích khuếch đạt, làm Sở Ngọc Yên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp bị cuốn lên tường của nham thạch, nhất thời hôn mê. Tại ngay vào lúc này, Mạnh Hạo đột nhiên mở hai mắt, không một chút do dự phóng về phía trước. Lúc lò luyện đan vỡ vụn, lôi đình trên trời cao phát ra vô tận tiếng sấm, mặt đất còn xuất hiện vết nứt. Hắn vùng tay bắt được viên thần đan bảy màu từ trong lò luyện đan bay ra. Hoàn mỹ trúc cơ đan. Viên đan dược này nghịch thiên tới mức thiên địa không tha. Lúc này bầu trời bên ngoài giới vang lên từng tiếng ồn ồn, ở trong quay cuồng lộ ra vô số sấm sét nhanh chóng ngưng tụ, muốn hủy diệt đan dược ở trong tay của Mạnh Hạo. Thậm chí kẻ nào dám nuốt đan dược này vào trước mặt thiên địa thì phải làm cho lôi kiếp càng thêm mạnh hơn, phải tiêu diệt kẻ đó. Thiên địa không bỏ qua viên đan dược này, càng không thể tha cho người nuốt viên đan này. Một khi nuốt vào, tu hành một đời
phải chịu thiên địa tiêu diệt, một đường đi theo luôn có thiên kiếp. Nhưng mà lúc này Mạnh Hạo không một chút chần chừ. Hắn vừa bắt được hoàn mỹ trúc cơ đan thì viên đan như là muốn hòa tan trong tay hắn. Thậm chí Mạnh Hạo còn có cảm giác nếu không lập tức nuốt vào thì viên đan dược này sẽ tự hành tiêu tán, không cần đôi kiếp buông xuống mà tự hủy diệt. Dù không biết vì sao như vậy, nhưng Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, càng không có thời gian để phục chế viên đan này. Chỉ vẹn vẹn một khắc như vậy, đan dược vừa được xuất hiện liền có dấu hiệu tiêu tán trong thiên địa. Mạnh Hạo lộ vẻ quyết đoán. Tại trong khoảnh khắc trời cao không kịp ngưng tụ ra lôi kiếp thì hắn đã nuốt viên đan dược vào trong miệng. Viên đan vừa vào miệng thì không hòa tan mà trực tiếp chui vào trong bụng của Mạnh Hạo. Tiếng đổ vang từ trong cơ thể phát ra, một luồng lực lượng như là muốn làm cho toàn thân Mạnh Hạo vỡ nát. Lực lượng này không phải là linh khí thiên địa, mà là một loại mà Mạnh Hạo không cách nào hình dung được, nhưng nó lại khiến cho đạo đài của Mạnh Hạo mãnh liệt run rẩy. Tại trong run rẩy đó, một vết nứt trên đạo đài quán đã có dấu hiệu khép lại. Một cảm giác hoàn mỹ nhanh chóng ngưng tụ ở trên người Mạnh Hạo. Tại trong chớp mắt này, thân thể của Mạnh Hạo trở nên cứng cỏi, đạo đài trong cơ thể đổ băng, dường như là muốn phóng lớn vậy. Da hắn thì chậm rãi biến thành màu vàng, hơn nữa còn không ngừng đậm dần. Một cảm giác cường đại chưa từng có từ khi vô hạn trúc cơ xuất hiện trong lòng của Mạnh Hạo. Cũng theo đó, trong mắt quán toàn bộ thế giới cũng trở nên vô có chút bất động. Linh thức quán điên cuồng sinh sôi, mọi thứ trong cơ thể nhanh chóng tiến hóa tới hoàn mỹ trúc cơ mà tu chân giới chưa từng xuất hiện trong mấy ngàn năm qua. Hoàn mỹ trúc cơ, thân thể trong truyền thuyết mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, vậy mà giờ phút này lại hiện lộ trên người của Mạnh Hạo. Linh thức quán càng mạnh hơn, đã vượt xa trúc cơ trung kỳ. Thậm chí là nếu đầy đủ linh khí thì Mạnh Hạo có thể làm cho đạo đài thứ hai xuất hiện trong nháy mắt. Dù là tòa đạo đài thứ ba, nếu đủ linh khí thì vẫn có thể ngưng tụ. Hơn nữa, những đạo đài này xuất hiện đều thuộc cảnh giới trúc cơ ở trong truyền thuyết, là đạo đài hoàn mỹ. Đúng vào lúc này, một tiếng đổ vang kinh thiên động địa vang vọng. Ở bầu trời xuất hiện một tia sét cực bự, nháy mắt đã bắn xuống miệng núi lửa, đánh thẳng lên quần sáng. Tại trong khoảnh khắc va chạm với quần sáng này, toàn bộ bảy nơi truyền thừa huyết tiên trong Nam vực đều bộc phát ra huyết quang mãnh liệt khó mà có thể hình dung. Ở trong huyết quang này trực tiếp phóng ra thân ảnh mà ai cũng nhìn thấy, còn huyết quang thì phóng lên trời cao, hình thành bảy cột máu cực lớn. Trên mỗi một cột máu mang theo vô số xích sắt màu đỏ, hơn nữa trên đó còn quấn lấy một thân ảnh mơ hồ phát ra tiếng gào thét thể lực. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, khiến cho bảy nơi truyền thừa Nam vực đều hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Huyết quang đột nhiên ngập trời mà dựng lên, ngay cả hình ảnh nơi truyền thừa cũng bị đánh nát. Là chuyện gì vậy? Giờ khắc này toàn bộ tu sĩ Nam vực đều chấn động. Năm đại tông môn, ba đại gia tộc đều có rất nhiều người vọt lên trời cao. Những người này đều là già nua, bình thường luôn là bế quan, nhưng mà hôm nay lại mạnh mẽ tỉnh lại, đều bay ra. Huyết tiên tế tử, đây là huyết tiên tế tử của Thái Ách bộ tộc trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết, mỗi khi có cường địch xâm nhập vào Thái Ách tộc thì sẽ xuất hiện huyết tiên tế tử. Nhưng hôm nay Thái Ách nhất tộc bị phong ấn, vậy thì địch nhân còn có thể là ai? Toàn bộ Nam vực đều oanh động. Tại trong miệng núi lửa, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn trời, giống một tiếng, tay phải chỉ về Sở Ngọc Yên đang hôn mê một cái. Thân hình nàng lập tức được nâng lên, hắn mang theo nàng hóa thành cầu vòng mà lao thẳng về phía tế đàn huyết tiên. Khi hắn phóng lên trên, lôi kiếp ầm ầm hạ xuống, khiến cho vầng sáng chấn động. Nhưng mà lại trong một cái chấn động này, toàn bộ núi lửa bộc phát ra hồng mang ngập trời, hóa thành một trụ máu cực lớn, trở thành một cây cột máu thứ 8 tại Nam vực. Nguyên bản tế đàn huyết tiên sẽ không có như vậy, nhưng mà vì Mạnh Hạo nuốt hoàn mỹ trúc cơ đan tại nơi này, tại nơi này dẫn động lôi kiếp, vì vậy nơi này không khác gì nơi lôi kiếp đánh xuống, lại đánh trúng quần sáng canh giữ tế đàn huyết tiên. Đánh lên quần sáng cũng giống như là đánh lên huyết tiên vậy. Chờ ta, ta đã đáp ứng người, nhất định phải mang người đi ra. Chờ ta đi cứu người, chúng ta cùng nhau giết Lý Đạo Nhất. Trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập sát cơ tới cực điểm, tốc độ cực nhanh, hắn tiến về tế đàn huyết tiên. Hắn không chút do dự, thân hình như là tia chớp trực tiếp bước vào nơi truyền thừa.
ngay khi bước vào nơi truyền thừa. Trong truyền thừa huyết tiên, phong vân biến sắc, thiên địa ẩm vàng. Ở trong trận thứ 9 sâu trong lòng đất, một bộ hài cốt khoanh chân ngồi. Lúc này bộ hài cốt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lâu. Hai mắt trống trơn lại lộ ra u quang mãnh liệt. U quang quê quỷ dị, nhưng mà rõ ràng là lộ ra kích động. Rốt cục chờ được rồi. Ở trong trận thứ 8, thiên địa nổ vang, toàn bộ trời cao như là vỡ vụn, mặt đất lộ ra vực sâu màu máu. Ở trong vực sâu vốn còn yên tĩnh, nhưng mà lúc này đã có vô số tiếng rít gào truyền tới. Trong tiếng rít gào này ẩn chứa kích động rõ ràng. Tại trong trận thứ 7, thiên địa chỉ có một tòa cổ mộ, ở trên bia ghi ba chữ to màu máu: Táng Thiên Mộ. Ở trong mộ có một quan tài lớn ngàn trượng. Ở trong quan tài lớn này chồng chất vô số hải cốt. Trung tâm hải cốt là một cái lá cờ. Lá cờ rách nát, nhưng mà có ba cái đuôi. Ở trên mỗi đuôi đều là vết rách, viết một tên. Chỉ là do năm tháng mà chữ viết trên đuôi nhất thời cũng đã mờ đi, không nhìn rõ được. Duy chỉ có cái đuôi thứ ba là có thể nhìn thấy rõ hơn. Trên đó viết một chữ: Quý. Tại ngoài mộ cổ, Lý Đạo Nhất hoảng sợ nhìn bốn phía. Xung quanh mặt đất run rẩy, bầu trời rít gào như muốn xoay tròn. Con huyết long mạnh mẽ ngẩng đầu, nâng vuốt như tính toán. Bỗng nhiên nó biến sắc. Mau, không cần lấy tam hồn phiên nữa. Theo lời ta nói, đi thẳng về trận thứ 9. Nếu như trễ một bước, truyền thừa huyết tiên sẽ không còn thuộc về ngươi nữa. Sao lại thế? Lý Đạo Nhất khó coi nói. Bởi vì truyền thừa này là muốn đợi ngươi bị thiên địa chối bỏ như người trong tộc, mà người xuất hiện kia lại là hắn. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cơ hội, bởi vì huyết tiên đã chết. Người thứ nhất xuất hiện chính là truyền thừa huyết tiên. Ta và ngươi chém giết kẻ có được phần truyền thừa. Nếu truyền thừa muốn lựa chọn hắn, ta liền trở lại giết hắn. Giết hắn rồi thì ta liền thiên mệnh truyền nhân. Trong mắt Lý Đạo Nhất lộ ra sát cơ mãnh liệt. Trước đã tha cho hắn, nay hắn dám bước vào trong truyền thừa huyết tiên này, ai dám giết hắn? Ai có thể giết hắn? Huyết long vòng quanh thân Lý Đạo Nhất, không để ý tới bị lộ. Nó hóa thành thân cao ngàn trượng, cấp tốc mà đi. Cùng lúc đó, trên Nam Vực đại địa, ở trong Thái Ách cổ miếu, một trong ba đại hiểm địa. Tòa miếu này tồn tại trên mặt đất. Từ khi Thái Ách bộ tộc nghịch thiên hóa thành cổ miếu, giờ khắc này như là sống lại vậy. Tại trong cổ miếu có vô số pho tượng. Những pho tượng này bình thường không có nhúc nhích, dù có người xâm vào trong hiểm địa cũng sẽ ít xuất hiện biến hóa. Nhưng mà hôm nay, ngàn vạn pho tượng này lại là nhất tề động đậy. Toàn bộ đều mở ra hai mắt, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng không cam lòng, mà nghịch thiên như năm đó. Theo tiếng rít gào, toàn bộ Thái Ách cổ miếu chấn động ầm ầm. Những pho tượng này nhất tề bay lên, vần quanh tám phía cổ miếu. Một màn này làm cho không ít tu sĩ bên ngoài cổ miếu hoảng sợ không thôi. Một màn càng làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin. Thái Ách cổ miếu như xuất hiện từng trong hình ảnh. Những hình ảnh này như là hồn của cổ miếu, từ trên mặt đất bay ra, hóa thành một luồng sáng, mang theo ngàn vạn hư ảnh pho tượng, vọt lên trên trời cao mà đi. Cổ miếu kia giống như là hóa thân thành một chiến xa khổng lồ, mang theo thiên quân vạn mã của Thái Ách cổ nhất tộc, chiến đấu cùng với trời cao. Nam Vực chấn động, tám cột máu đâm lên tận trời, khiến cho Nam Vực sóng lớn cuồn cuộn, nhất là hư ảnh Thái Ách cổ miếu như là chiến xa kia, mang theo khí thế chiến cùng trời một trận, làm cho người nhìn thấy đều cực kỳ rung động. Giờ khắc này cũng đúng lúc ngay Mạnh Hạo bước vào truyền thừa huyết tiên. Bước chân quán đã đạp lên trên bình đài trận thứ 6. Toàn bộ truyền thừa huyết tiên, trời đất rung chuyển, vang lên tiếng nổ tận trời. Tất cả bình đài run rẩy, mọi trận pháp đều chớp lóe, hư vô bốn phía trở thành sương mù mờ mịt. Vô số thanh quang theo tế đàn trên cao khuếch tán mà ra, sau khi vần quanh không gian thì lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Ở trong nháy mắt đã xuất hiện tại bốn phía Mạnh Hạo, thanh quang lóng lánh như kia, như đang hoan hô, giống như là Mạnh Hạo là người mà bọn hắn chờ đợi, trở thành huyết thần của Mạnh Hạo. Nhưng trong thanh quang này có không ít tia mang hơi thở Mạnh Hạo. Nhưng trong thanh quang này có không ít tia mang hơi thở mạnh hơn cả huyết long, vượt qua huyết nhân đúc trước. Hơn nữa,
linh khí thiên địa khó mà hình dung nổi theo hô hấp của Mạnh Hạo tràn tới. Nhất tề mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể quán, làm cho tu vi Mạnh Hạo âm ầm vận chuyển, mỗi một lần hô hấp đều làm cho tự thân cường đại hơn vài phần. Phong vân biến sắc, tất cả nơi truyền thừa đều chấn động, tiếng đổ vang quét qua bốn phương. Thậm chí giờ khắc này ở trong lòng của Mạnh Hạo dâng lên một cảm giác khó mà hình dung. Cái cảm giác này giống như là truyền thừa đang kêu gọi chính mình, như là trận pháp này, bình đài này, hơi thở này đều là vì hắn mà bước vào trở nên thay đổi. Tiếc là một màn này người ngoại giới không thể nhìn thấy, nơi này giống như là bị ngăn cách vậy, làm cho bên ngoài không thể nhìn thấy một chút hình ảnh nào. Duy chỉ có Lý Đạo Nhất trong truyền thừa Huyết Tiên, giờ phút này y đã chạy ra khỏi trận thứ 7, đứng ở ngoài bình đài trận thứ 7, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hai mắt lộ ra quang mang sắc bén mà mãnh liệt. Y quay đầu nhìn về Mạnh Hạo đứng tại trên bình đài trận thứ 6. Bên cạnh y là Huyết Long bị lão tổ Lý gia đoạt xá. Thân khổng lồ ngàn trượng kia cũng đang nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt mang theo ghen ghét mãnh liệt cùng với phức tạp khó nói nên lời. Truyền thừa này thuộc về hắn. Lý Đạo Nhất cười một tiếng, càng cười y càng ngửa lên ngửa xuống. Đời này Lý Mỗ thích làm nhất chính là chém giết đoạt lấy truyền thừa của kẻ khác. Cảm giác như vậy thật sự là quá thích. Lý Đạo Nhất cười to, xoay người đạp bước vào trận thứ 8. Thanh âm của y quanh quẩn, rơi vào trong tay của Mạnh Hạo trên bình đài trận thứ 6. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt hắn tràn ngập hàn mang, lạnh lùng nhìn Lý Đạo Nhất bước vào trận thứ 8, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Nhưng mà Mạnh Hạo lập tức truy kích, không lập tức truy kích, mà nâng bàn tay, vung ra ngoài. Thanh quang xung quanh khát vọng được hắn lựa chọn lên rút lui. Mạnh Hạo không lựa chọn bất cứ một cái nào làm huyết thần của mình. Huyết thần của ta chỉ có một thôi. Mạnh Hạo thì thầm, ở trong mắt lộ ra chấp nhất. Hắn không vào trận thứ 7. Hắn là người đầu tiên từ trước tới nay khi vào nơi truyền thừa lại lựa chọn trận thứ 6. Ta đã từng hứa hẹn với ngươi, ta phải tìm được ngươi mà ngươi rời khỏi nơi này. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Lúc xuất hiện, bầu trời phát ra sấm chớp ầm ầm, dưới mặt bùn có vô số cánh tay vươn ra. Xa xa, cổ miếu thái ách tối đen, còn có pho tượng không còn ý thức trở thành bình thường đứng ở đó. Thế giới vẫn là thế giới kia, nhưng mà lúc này bước vào Mạnh Hạo đã không còn là Mạnh Hạo lúc trước. Hắn không còn là Vu Hạ trúc cơ, mà là đạo đài trong cơ thể nhanh chóng khép lại, đánh sâu và trở thành hoàn mỹ trúc cơ truyền thuyết. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo bước vào, thân hình hắn bỗng nhiên bay lên, tu vi trực tiếp là khuếch trương ra ngoài. Trong một hô hấp, thiên địa ầm ầm, lôi đình chấn động, mặt đất run rẩy. Hoàn mỹ trúc cơ không thể hấp thụ linh khí ngoại giới, tại trong này có vô số linh khí không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, thậm chí lại trong hấp thụ, Mạnh Hạo còn cảm giác mình như trở thành chủ của thế giới này vậy. Trên bầu trời, lôi điện đổ vang, tóc Mạnh Hạo bay múa. Trong lúc bay giữa hư không, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, khẽ chỉ xuống mặt đất. Tại một chỉ này, mặt bùn phía dưới chấn động mạnh, vô số cánh tay nhất tề ngừng lại, còn có vô số gương mặt kia, toàn bộ đều bị Mạnh Hạo nhìn thấy rất rõ. Thần sắc trên mặt không còn là địch ý, mà là kính sợ cùng với kích động. Đúng vào lúc này, một cái khe đột nhiên xuất hiện tại trên mặt bùn. Cái khe càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, trực tiếp tách ra vô số thân ảnh. Mạnh Hạo cũng hạ xuống dưới. Hắn đi thẳng tới cái khe lớn kia, không đợi tới gần, nước bùn bốn phía tự đóng mở, không giống như là giống như không dám tới gần Mạnh Hạo, giống như là nó ẩn giấu sự kính sợ cực kỳ đối với Mạnh Hạo. Thân hình Mạnh Hạo như là tia chớp, mang theo chấp nhất lao thẳng vào cái khe kia. Cái khe càng lúc càng mở lớn, chỉ mấy hơi thở bước chân Mạnh Hạo khẽ dừng. Hắn thấy được tại sâu trong đất bùn, theo cái khe mở rộng mà lộ ra nửa hài cốt đã bị rửa nát hơn phân nửa. Hài cốt kia không phải là huyết ngao lớn 10 trượng như lúc trước, mà chỉ là lớn bằng lòng bàn tay. Lông đen toàn thân đã không còn màu đỏ, mà trở thành màu xám tử vong. Giờ khắc này, nó dính đầy bùn đất, không nhìn thấy vẻ hung tàn, chỉ còn bộ dáng đáng yêu trong trí nhớ của Mạnh Hạo. Vĩnh viễn chỉ có bộ dáng như vậy. Nhìn huyết ngao, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra bi thương. Hắn chậm rãi tiến tới, ngồi xổm xuống,
tay phải nhẹ nhàng vuốt về thân thể cứng ngắc của nó. Vẻ bi thương trong mắt Bạch Hạo càng ngày càng đậm. Tim hắn đau đớn. Tại trong đầu hắn dần hiện lên bộ dáng con chó nhỏ yếu ớt khi lần đầu gặp mặt, nằm sấp trong lòng bàn tay hắn, mở ra đôi mắt mong manh liếm lòng bàn tay lấy lòng hắn. Còn có khi nó trưởng thành một chút, một thân đông mềm như nhung, theo dưới chân mình dốc sức mà chạy, khi thì phát ra tiếng chó sủa. Từng hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu Mạnh Hạo. Tại trong trận thứ ba kia, chó ngào cùng mình nghênh chiến. Tại trong trận thứ tư, nó vui mừng chạy quanh Mạnh Hạo đi qua sa mạc. Trong trận thứ năm, mình bị độc phát trở thành phàm nhân, nó liều lĩnh bảo vệ mình, một lần mang theo vết thương mệt mỏi trở về cũng liếm bàn tay của mình, nằm sấp bên người hắn, thế sống chết bảo hộ. Đuổi nó đi, nó không đi, cho đến trận thứ sáu cuối cùng nó lựa chọn tử vong cũng muốn đẩy chủ nhân thoát đi. Trong đầu của Mạnh Hạo dừng lại hình ảnh cuối cùng đó, là hình ảnh nó bị ngàn vạn bàn tay túm lấy, không kịp liếm lòng bàn tay của mình một cái. Ta không cho phép người chết ở đây, người không thể nhắm mắt tại đây. Hai mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu, một tay hắn ấn lên thi thể của Huyết Ngao, tay còn lại thì chỉ lên bầu trời. Tù vi trong cơ thể âm ầm vận chuyển, thiên địa run rẩy. Tại trong nháy mắt này, một vết nứt cuối cùng ở trên đạo đài trong cơ thể cũng là liền khép lại. Ngay khi khép lại, thân thể Mạnh Hạo chấn động, hắn cảm thấy được một luồng cường đại chưa từng có. Đó là một loại khí thế không tuần hoàn cùng với thiên địa. Ta muốn tự thành mạng huyền hoàng. Tại một khắc này, hắn không phải hấp thu linh khí mà là đang đoạt lấy. Bởi vì nếu hắn không muốn, linh khí thiên địa trong cơ thể hắn chỉ có thể tiến vào, không tán ra ngoài. Giống như thiên địa này có một vết thương không thể khép miệng, linh khí từ đó tiết ra, không có biện pháp ngăn trở. Hai mắt của Mạnh Hạo bắn ra quang mang kỳ dị. Tóc hắn bay múa, hơi thở càng lúc càng mạnh, toàn thân tràn ra quang mang màu vàng. Hắn lại cắn lưỡi, phun một ngụm máu tươi. Ngụm máu này trực tiếp rơi lên thi thể của Huyết Ngao, nhưng mà nó không cách nào hấp thu được. Tính mạng của ngươi là máu trong tim ta điểm hóa mà ra, từ trong ngây thơ mà sinh ra linh trí. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, ngưng tụ ngụm máu kia vào trong lòng. Lòng bàn tay hóa thành một viên huyết châu, trực tiếp ấn mạnh lên thi thể của Huyết Ngao, mạnh mẽ dung nhập vào trong. Cùng lúc đó, tu vi hắn đã bùng nổ. Hắn bắt đầu mạnh mẽ hấp thu linh khí tại trong trận thứ 6 này. Toàn bộ lực lượng thiên địa trong trận thứ 6 đều bị Mạnh Hạo như một cái hắc động cắn nuốt vạn vật quân tới. Linh khí nồng đậm dũng mãnh trào vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, theo cánh tay quán mà truyền vào trong thi thể của Huyết Ngao. Theo thời gian trôi qua, mặt bùn phía dưới dần khô cạn. Vô số cánh tay, gương mặt bắt đầu tan vỡ, biến mất. Tất cả đều hóa thành lực lượng thiên địa, bị Mạnh Hạo mạnh mẽ hấp thu. Khi toàn bộ đất trời bắt đầu ảm đạm rồi vỡ vụn, khi pho tượng phía xa bắt đầu tan vỡ, khi thái ách cổ miếu bắt đầu mơ hồ, cho đến khi biến mất vô ảnh, toàn bộ thế giới trở nên tĩnh mịch, chỉ còn có Mạnh Hạo cùng Huyết Ngao. Thân thể Huyết Ngao run bần bật, hai mắt nó như muốn gắng gượng mở ra. Nó cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, cho đến khi mắt nó mở ra, nó đã nhìn được Mạnh Hạo. Dầm một tiếng, toàn bộ trận thứ 6 trực tiếp tan vỡ. Mạnh Hạo vung tay phải lên, thân hình của Huyết Ngao run rẩy, nhưng mà trong mắt đã lộ ra ngọn lửa sinh mạng. Tại trong thế giới đang vỡ nát, nó đứng lên. Nó không phải là sinh mệnh chân chính, đương nhiên sẽ không có tử vong chân chính. Nó là huyết linh, nó là huyết thần, cho nên nó có thể tái sinh. Nhưng từ xưa tới nay, truyền thừa huyết điện đã mở ra mấy lần, chưa có bất cứ chuyện huyết thần nào được tái sinh cả. Nó là duy nhất. Cuộc đời này chỉ vì lúc mơ hồ được giao cho linh trí, cho nên khi mở mắt, nó liền nhìn được chủ nhân đầu tiên. Huyết Ngao ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gầm chấn động bát vực. Thân thể của nó lập tức phóng lớn, đảo mắt đã lớn khoảng 20 trượng. Bộ lông không còn là màu đỏ mà đã trở thành màu tím. Bộ lông màu tím, thân hình như núi nhỏ, bốn chân mọc ra móng nhọn,
đỉnh đầu mọc ra cái sừng, còn có hàm răng sắc bén khủng bố kia nữa. Tất cả đều làm cho Huyết Ngao lộ ra một dáng hung tàn cùng với khí thế cường đại hơn bao giờ hết. Đối với thiên địa này, đối với thế gian này, nó đều hung tàn máu lạnh, bởi vì nó là huyết thần. Nó vô tình tàn khốc, nhưng thế gian này chỉ có một người có thể cho nó như lúc nhỏ liếm lòng bàn tay đối phương, có thể tùy ý để đối phương vuốt đầu của mình. Toàn bộ thiên địa chỉ có một người. Thế giới trong trận thứ 6 vỡ tan. Khi Mạnh Hạo xuất hiện bên ngoài bình đài trận thứ 6 thì trận pháp sau lưng hắn mới ầm ầm sụp đổ, tan biến. Một màn này làm cho người bên ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lâm vào hoảng sợ. Bởi vì từ khi có truyền thừa huyết tiên cho tới nay, chưa có khi nào trận pháp tan vỡ. Thậm chí không, không chỉ có trận thứ 6 tan vỡ, trận thứ nhất phía sau cũng ầm ầm chấn động, theo đó vỡ tan ra. Theo trận thứ nhất vỡ tan thành mảnh nhỏ, lượng lớn linh khí thiên địa mãnh liệt trào ra. Những linh khí kia theo hướng của Mạnh Hạo cùng với Huyết Ngao mà tới. Ở trong chớp mắt liền bị Mạnh Hạo cùng Huyết Ngao hấp thu. Nhờ linh khí nồng đậm này, trong cơ thể của Mạnh Hạo nhất thời nổ vang. Tòa đạo đài thứ hai quán cũng theo đó mà hoàn mỹ ngưng tụ. Đó là hoàn mỹ đạo đài, không có vết nứt. Khi đạo đài hoàn mỹ thứ hai được ngưng tụ, tu vi quán cũng đột nhiên tăng mạnh, bùng nổ. Hơi thở cường đại từ trên người hắn khuếch trương mà ra, trong khí thế tràn ngập, toàn thân của Mạnh Hạo lóng lánh kim quang. Lúc này trận thứ hai, trận thứ ba cũng theo nhau vỡ tan, như là lần mở ra truyền thừa huyết tiên lần thứ 8 này sẽ vĩnh viễn biến mất. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn vào trận thứ 7, ở trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Hắn trực tiếp tiến vào trận thứ 7. Chó Ngao ngửa đầu gầm nhẹ, rồi hóa thành một luồng sáng tím, theo Mạnh Hạo tiến vào trong trận thứ 7. Trận thứ 7 là một phần mộ cực lớn, trên đó có 3 chữ màu mẫu, nhìn rất ghê người: Táng Thiên Mộ. Gần như ngay khi Mạnh Hạo tiến vào, toàn bộ Táng Thiên Mộ ầm ầm chấn động. Tại trong quan tài lớn kia, càng mạnh mẽ vỡ nát, ở trong đó vô số bạch cốt hóa thành tro bụi, một lá cờ rách nát phát ra từng đợt hắc vụ. Dầm một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang đến bốn phía. Tòa Táng Thiên Mộ này trực tiếp nổ tung, như là núi lửa bộc phát. Theo Táng Thiên Mộ nổ vang, cờ ba đuôi kia liền bay ra, bay lơ lửng trên trời, phát ra hơi thở làm cho Mạnh Hạo nhíu mày. Lá cờ này nhoáng lên một cái ở trong không trung rồi biến mất. Nó trực tiếp bay ra khỏi trận thứ 7, bay từ ghế đá ngoài trận thứ 9. Ở trên đó có một bộ hài cốt mang mặt nạ, không có mặt, không có mũi. Nó liền hóa thành mặt nạ, có một đầu tóc đen, trong đó còn có 3 đường tóc bạc. Cùng lúc đó, toàn bộ trận thứ 7 cũng lập tức tan vỡ. Lượng lớn linh khí thiên địa dầm dầm mà tới, truyền vào trong thân thể của Mạnh Hạo. Dưới linh khí tràn ngập, nồng đậm khó hình dung, đạo đài thứ 3 của Mạnh Hạo cũng rõ ràng xuất hiện hình dáng. Hắn bước ra, đứng trên bình đài ngoài trận thứ 7. Sau lưng hắn trận pháp thứ 2, 3, 4 đều vỡ tan, như đã bị chặt đứt lối ra. Giờ phút này sau lưng của Mạnh Hạo chỉ còn tòa trận pháp thứ 5, nhưng cũng đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Từng trận pháp tan rã, phát ra linh khí nồng đậm, khiến cho toàn bộ nơi truyền thừa như nổi lên sương mù che chắn trời trăng. Sương mù tràn ngập tám phía này, hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Trung tâm cơn lốc Mạnh Hạo cùng với Huyết Ngao đang đứng. Xa xa nhìn lại, một màn này cực kỳ kinh người. Mạnh Hạo hấp thụ linh khí, Huyết Ngao cũng vậy. Một người một chó, tại một thời khắc này, tu vi không ngừng được kéo lên. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn phía trước, hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Lý Đạo Nhất đang chấn động từ trong trận thứ 8 mà bước ra. Hắn làm sao phá trận pháp nhanh như vậy? Lý Đạo Nhất thầm chấn động. Dù biết Mạnh Hạo là người truyền thừa thiên mệnh ở đây, nhưng mà y vẫn rung động không thôi. Hắn là người mà trận pháp nơi đây chờ đợi đã lâu. Hắn vừa tới thì trận pháp truyền thừa tự động tan vỡ nhường đường. Nhưng mà chỉ cần ngươi nhanh hơn hắn, huyết tiên đã chết, chỉ nhận ra người đầu tiên xuất hiện trước mắt, ngươi vẫn có thể cướp lấy truyền thừa thuộc về hắn. Huyết Long gầm nhẹ, hai mắt Lý Đạo Nhất lộ ra hàn mang, không một chút do dự tiến vào trong trận thứ 9.
dù truyền thừa thuộc về ngươi, nhưng có Lý Mỗ ở đây, truyền thừa này nhất định sẽ bị ta cướp đi. Nhìn đối phương mang theo huyết long lo lắng bước vào trận thứ 9, hai mắt của Bạch Hạo lóe ra sát cơ. Hắn không chút do dự lao thẳng vào trong trận thứ 8. Huyết Ngào cũng theo phía sau. Ở trong nháy mắt cả hai tiến vào trong trận thứ 8. Vừa bước vào, ở trận thứ 8 là một vực sâu. Ở bên trong truyền ra tiếng giống kinh thiên. Tiếng giống kia hỗn loạn, như đã có vô số sinh mạng đang cùng gào thét. Ở trong tiếng gào thét mang theo kỳ vọng cùng với kích động, tiếng giống vừa dứt thì trận thứ 8 lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ, sụp đổ mà mở ra. Đây là do trận pháp tự động sụp đổ tan biến, là tiên lệnh do Huyết Tiên tử vong lưu lại năm đó. Truyền thừa này, nếu có người mà thiên địa không tha tiến tới, người đầu tiên xuất hiện trước mắt sẽ nhận được truyền thừa. Nhưng mà nếu không xuất hiện người thiên địa không tha, vậy thì 9 trận huyết tiên này đều có phải vỡ vụn trước mặt người này, hóa thành linh khí, trợ giúp người này mở đường đạt được truyền thừa. Trận thứ 8 hỏng mất. Linh khí đồng đậm rầm rầm truyền vào trong cơ thể của Huyết Ngao cùng Mạnh Hạo. Huyết Ngao ngẩng đầu lên, giống một tiếng. Tu vi của nó đột phá lên kết đan, bước vào nguyên anh cảnh. Lúc này thân thể nó trực tiếp phóng tới trăm trượng, dữ tợn vượt xa trước kia. Bộ lông màu tím tràn ngập, một tiếng giống này, thiên địa chấn động, thân thể cao lớn kia càng lộ ra khí thế khó mà hình dung được. Càng lúc này, trong cơ thể của Mạnh Hạo, tòa đạo đài hoàn mỹ thứ 3 cũng hình thành một nửa, hơn nữa còn không ngừng ngưng tụ. Tại khi hắn bước lên bình đài ngoài trận thứ 8, trận thứ 5 còn lại cũng theo đó mà tan vỡ. Sau lưng Mạnh Hạo đã không còn bất cứ bình đài nào nữa, không còn bất cứ trận pháp, chỉ còn là linh khí nồng đậm tới cực điểm. Linh khí hóa thành sương mù, bao phủ toàn bộ nơi truyền thừa vào bên trong. Trước mặt Mạnh Hạo chỉ là trận thứ 9. Giờ phút này ở trong trận pháp, dù có Huyết Long tương trợ thì Lý Đạo Nhất cũng là không bước ra. Lý Đạo Nhất. Mạnh Hạo mang theo sát khí ngập trời, hắn đạp tới trước một bước, mang theo Huyết Ngao với tu vi nguyên anh, trực tiếp tiến vào trong trận truyền pháp truyền thừa cuối cùng. Ngay tại nháy mắt khi hắn bước vào, bình đài mà hắn ta vừa đứng cũng liền tan vỡ. Cùng lúc đó, tại một chỗ bình đài ngoài trận thứ 9, thân ảnh Lý Đạo Nhất rõ ràng cũng xuất hiện. Sau khi xuất hiện, gã há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Huyết Long kia thì càng lộ ra vẻ ủ rũ. Hiển nhiên bọn chúng có thể ra khỏi trận pháp nhanh như vậy cũng nhờ vào vị lão tổ Lý gia đoạt xá Huyết Long, bỏ ra cái giá lớn, vượt qua khó khăn. Nơi này xuất hiện người truyền thừa thiên mệnh cũng là chuyện tốt, khiến cho trận pháp buông lỏng, như vậy lão phu mới có thể vượt qua nhanh như vậy. Đạo Nhất, nhanh lên tế đàn, đến trước mặt Huyết Tiên, từ nay về sau người chính là Huyết Tiên đời thứ 2. Huyết Long gầm nhẹ, thần sắc lộ ra hưng phấn, kích động chưa từng có. Một khi Lý Đạo Nhất lấy được truyền thừa, mình có thể tiến vào chủ tiên bảo, trở thành linh khí, trở thành khí linh của bảo vật này. Nếu không có gì ngoài ý thì mình có thể vĩnh hằng bất diệt. Tiếng cười hưng phấn trong miệng Lý Đạo Nhất vang lên bốn phía. Truyền thừa này thuộc về ta. Lý Đạo Nhất cười lớn, thần sắc hung tợn. Lý gia y truyền thừa này mà bỏ ra cái giá không nhỏ. Y được chỉ định làm người tiếp nhận truyền thừa, trong lòng vẫn luôn cho là mình được truyền thừa thiên mệnh. Nhưng mà Mạnh Hạo xuất hiện, lời của lão tổ cũng đủ kiểu, cùng với đủ kiểu thay đổi trận pháp tạo thành không ít đả kích đối với y. Điều này làm chú ý không thể không thừa nhận là tên tu sĩ không biết tên kia mới là người kế thừa thiên mệnh chân chính. Y không phục, y không cam lòng, y muốn cướp lấy nó. Cướp đi truyền thừa của ngươi, giết ngươi, chẳng phải là cướp đi số mệnh của ngươi sao? Tiếng cười Lý Đạo Nhất quanh quẩn không ngừng. Y vọt lên, lao thẳng lên tế đàn khổng lồ màu xanh kia. Trong trận thứ 9 là một mảnh đại địa màu đen, giống như là không có điểm cuối. Tại sâu trong lòng đất kia tồn tại một bộ hài cốt, trong hai hốc mắt lộ ra u quang, thiêu đốt ngọn lửa hy vọng, như là có thể nhìn thấy bên ngoài, nhìn vào Mạnh Hạo đang đi tới. Tiên chủ truyền thừa, đợi vô tận tháng năm, cuối cùng cũng đợi được người hy vọng xuất hiện. Hy vọng người không nên đi lên con đường như tiên chủ. Hải cốt nhẹ giọng thì thào, u quang trong hốc mắt dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất, bộ xương cũng dần dần hóa thành tro bụi. Theo hải cốt biến thành tro bụi,
Trận thứ 9 nhất thời rung động, tại trong chớp mắt trực tiếp chia năm xẻ bảy mà tan vỡ. Vô tận linh khí truyền thẳng tới Mạnh Hạo. Đạo đài thứ 3 của Mạnh Hạo cũng lập tức được ngưng tụ, rõ ràng mà xuất hiện. Đó là tòa đạo đài thứ 3, đạo đài hoàn mỹ thứ 3. Tu vi của Mạnh Hạo trở thành trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, linh thức quán bạo tăng, vậy mà có thể sánh ngang với trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là vượt qua. Hắn mở ra tiếp một tòa đạo đài thì đến có thể bước vào trúc cơ trung kỳ. Dù hôm nay không trở thành trúc cơ trung kỳ, nhưng mà với sự cường hãn của hoàn mỹ trúc cơ thì có thể nghiền nát tất cả trúc cơ trung kỳ. Dù là trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần không phải là vô hạ thì cũng không phải là đối thủ của Mạnh Hạo. Thậm chí một khi Mạnh Hạo có được đạo đài hoàn mỹ thứ tư, bước vào trúc cơ trung kỳ, như vậy tại trong trúc cơ, Mạnh Hạo có thể chiến với tất cả người mạnh nhất toàn bộ Nam Vực. Một kẻ trúc cơ đại viên mãn chỉ thiếu chút nửa bước kết đan thì đều là người có thanh danh hiển hách. Người như vậy không thể nghi ngờ là cường giả mạnh nhất được tập trung bồi dưỡng của tông môn, người được gọi là đạo tử. Bọn họ gần như đều là vô hạ trúc cơ, nhưng chiến được tu vi của bọn hắn, vì đủ loại tạo hóa mà trở thành người mạnh nhất trong cùng cảnh giới, được toàn bộ tu sĩ Nam Vực gọi là đạo tử. Lý Đạo Nhất, đạo tử Lý Giả, Vương Lệ Hải cũng là đạo tử, cho nên bọn họ mạnh hơn cả thiên kiêu, là đệ nhất nhân mỗi tông mỗi gia được công nhận. Chắc là mình nghỉ ở đây thôi mọi người nhé. Hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo. Một lát nữa thì mình sẽ đọc Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Mình nghỉ một lát. Bạn nào mà chưa nghe Xích Tâm Tuần Thiên thì quay sang ủng hộ Tiến Phong nhé. Ở cuối video, từng video của bộ truyện này thì đều có những cái link hướng dẫn đến những tập truyện khác của Tiến Phong, hoặc là dưới mô tả video. Bạn nào mà nghe mà không cảm thấy không đủ thì có thể nghe thêm những bộ truyện khác của Tiến Phong nhé. Ở dưới mô tả của từng video đều có. Và bạn nào mà chưa nghe Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì bộ truyện này và Nhất Niệm Vĩnh Hằng nó tương tự với nhau, gần kiểu như vậy, nó đều rất là hay của tác giả Nhị Căn, thì các bạn có thể nghe nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì mình đọc full rồi, bởi vì có rất nhiều comment anh em hỏi là có bộ truyện nào tương tự như vậy không, thì nếu mà chưa nghe Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì mọi người nghe nhé, bộ đó full rồi, rất là hay. Ok, xin chào mọi người.